Chào mừng anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên làm sống dậy những câu chuyện lịch sử tưởng chừng đã bị lãng quên, nhưng vẫn là những hồi ức đau thương, xen lẫn tự hào của dân tộc ta. Anh em thân mến, trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng chống giặc ngoại xâm, hai miền đất nước bị chia cắt, nhân dân đói khổ, lầm than, phải chịu áp bức dưới gông cùm của đế quốc và thực dân, thì đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam ta cuối cùng cũng được tự do, Bắc Nam sum họp một nhà. Kể từ đây, mảnh đất hình chữ S không còn dấu chân kẻ thù, đến đâu cũng rộn vang tiếng ca của độc lập, hạnh phúc. Chiến tranh đã kết thúc, tuy nhiên những tàn dư của chiến tranh thì vẫn còn đó. Không chỉ lo kiến thiết đất nước, chúng ta cũng phải giải quyết những tàn dư mà chiến tranh để lại. Trong đó có việc giải quyết những người theo chế độ cũ. Hầu hết những người lính Việt Nam Cộng Hòa và gia đình của họ đều đã tháo chạy sang Mỹ. Song vẫn còn một số không kịp đu càng nên bị bỏ lại Việt Nam, đối diện với chế độ mới. Vậy nhà nước ta đã đối xử với những người lính này ra sao? Giam giữ, giết hại hay cho họ một cơ hội quay đầu là bờ? Anh em hãy cùng với đội ngũ Hồi ức Thời chiến đi tìm hiểu ngay và luôn anh em nhé. Sau khi tháo chạy khỏi Việt Nam, nhà nước tay sai Việt Nam Cộng Hòa do chúng lập nên cũng chính thức sụp đổ. Một cuộc di tản quy mô nhanh chóng được diễn ra, đưa binh lính Mỹ và lính Việt Nam Cộng Hòa cùng gia đình của họ sang Mỹ. Tuy nhiên, số người còn vướng lại ở Việt Nam vẫn còn khá nhiều. Số tàn dư quân đội Việt Nam Cộng Hòa tan rã tại chỗ khá đông. Một số vẫn tiếp tục lẩn trốn và tìm cách chống lại chính quyền mới bằng những hình thức như ném lựu đạn, ném đá vào rạp hát, cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa, dán khẩu hiệu ở thị xã, thị trấn, đặt chướng ngại vật, gây tai nạn trên đường. Lập các nhóm gây rối trật tự trị an. Một số còn thu thập nhân lực, chôn giấu vũ khí, xây dựng kế hoạch hoạt động vũ trang để lập vùng ly khai. Trước tình trạng này, để đảm bảo trật tự an ninh, tháng 6 năm 1975, Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra thông cáo bắt buộc sĩ quan quân đội và viên chức thuộc chế độ Việt Nam Cộng hòa đi học tập, cải tạo. Để phân định và có chính sách đối xử thỏa đáng, chính phủ cũng phân biệt rõ những công chức làm việc cho địch vì hoàn cảnh, vì đồng lương thì không coi là ngụy quyền. Theo nhà nước ta, một trong các mục đích của học tập cải tạo là thể hiện chính sách khoan hồng của nhà nước Việt Nam khi họ không đưa các cựu binh đối phương ra xét xử về các tội ác chiến tranh. Bởi nếu xét xử như vậy thì mức án với các đối tượng này còn nặng hơn nhiều. Một số tù nhân có thể bị tử hình. Đồng thời cũng để chính quyền mới tạm thời ngăn chặn sự chống phá của các thành viên cực đoan và chế độ cũ nhằm giảm ổn định xã hội miền Nam thời kỳ hậu chiến. Trên thực tế, trong các báo cáo của sĩ quan của lực lượng được gọi với cái tên Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rất nhiều hành động có thể được coi là tội ác chiến tranh đã được ghi lại và báo cáo như là một chiến tích trong sự nghiệp chống quân giải phóng của họ. Vì vậy, nếu chính quyền mới muốn lập tòa án để xử tử tù binh chế độ cũ, thì đó sẽ là bằng chứng rõ ràng để kết tội họ. Nhưng chính quyền mới đã không làm như vậy. Việc trừng phạt những kẻ làm tay sai cho giặc sau chiến thắng là rất phổ biến ở các nước, tiêu biểu như Hàn Quốc. Sau khi thoát khỏi sự đô hộ của Nhật Bản, thì Trung tâm Sự thật và Công lý Lịch sử của nước này đã lập ra cả một danh sách 4.389 người từng cộng tác với Nhật để xét lý lịch với con cháu của họ. Còn ở châu Âu, sau khi được quân đồng minh giải phóng năm 1945, hàng loạt các nước châu Âu đã trừng phạt những người cộng tác với quân xâm lược Đức Quốc xã. Nước Pháp đã xử tử hơn 10.500 người, phạt tù 127.000 người. Hà Lan đã bắt giam 60.000 người. Đan Mạch, Bỉ, Na Uy, mỗi nước cũng đã bắt giam hàng chục nghìn người cộng tác với Đức Quốc xã. Khi so sánh thì chính sách học tập cải tạo ở Việt Nam được đánh giá là nhân đạo, thì không tiến hành tử hình bất cứ một ai. Việc tổ chức cho ngụy quân, ngụy quyền và các đối tượng phản động ra trình diện học tập, cải tạo thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, có tác dụng phân hóa hàng ngũ bọn phản động, cô lập bọn đầu sỏ ngoan cố, đập tan luận điệu tuyên truyền chiến tranh tâm lý của địch, tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân. Nhà chức trách của ta thông báo rõ với quần chúng nhân dân. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khi trả lời chất vấn trước Nghị viện Pháp vào cuối thập niên 1980 đã tuyên bố học tập cải tạo là một chính sách nhân đạo, bởi nếu ở những nước khác, bao gồm cả Pháp, những tù nhân này lẽ ra đã bị xử tử hàng loạt vì tội phản quốc, cộng tác với quân xâm lược nước ngoài. Những người đã phạm phải những tội ác tày trời chống lại đất nước, những người mà nếu ở những nước khác mà chính quý vị ở đây, các nghị sĩ, nhà báo Pháp, ngay sau khi được giải phóng khỏi Đức Quốc xã, biết chuyện gì đã xảy ra. Những người này được cho cơ hội trở lại là một công dân bình thường, tham gia vào cộng đồng cả nước như bao người. Các vị còn đòi hỏi cái gì nữa? Công việc triệu tập các đối tượng
để đưa đi học tập, cải tạo, bắt đầu từ tháng 5 năm 1975. Đối với hạ sĩ quan, cấp úy trở xuống, sau trình diện thì phải theo học một khóa học chính trị ngắn rồi được cấp giấy chứng nhận để cho về. Đối với các cấp chỉ huy thì có lệnh trình diện bắt đầu từ ngày 13 đến 16 tháng 6 năm 1975. Chiếu theo đó thì sĩ quan sẽ đi học tập 15 ngày, trong khi các viên chức dân sự cùng những đảng viên các tổ chức chính trị của miền Nam thì thời gian học tập là một tháng. Theo số liệu thống kê, sau năm 1975 ở miền Nam có hơn 1 triệu người thuộc diện phải ra trình diện. Riêng ở Sài Gòn có 443.360 người ra trình diện. Trong số đó có 28 viên tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sĩ quan cấp úy, 35.564 cảnh sát, 1.932 nhân viên tình báo, 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền và 9.306 người trong các đảng phái phản động. Sau thời gian đi học tập cải tạo, những người này được phục hồi đầy đủ quyền công dân. Trong vòng 48 giờ sau khi ra khỏi trại cải tạo, người được cải tạo sẽ tới trình diện tại ban quản lý người học tập cải tạo, sau đó là về làm việc với tổ quản lý cấp phường, xã để trước khi trở về nhà. Đối với những người mà giấy ra trại có ghi không quản chế thì không bị quản chế và được hưởng quyền công dân ngay. Còn nếu người đó thuộc diện bị quản chế thì vẫn được về nhà, nhưng khi đi khỏi phường, xã trên 24 giờ phải xin phép công an xã hoặc phường, ra khỏi quận thì xin phép công an quận và ra khỏi tỉnh hoặc thành phố thì xin phép công an tỉnh hoặc thành phố. Thời hạn quản chế là 6 tháng đến 1 năm. Người bị quản chế vẫn được tuyển dụng vào các cơ quan, xí nghiệp của nhà nước. Sau thời gian quản chế, nếu không vi phạm sẽ được phục hồi quyền công dân. Thời gian quản chế có thể được rút ngắn nếu lập thành tích nổi bật trong công tác, bảo vệ trật tự an ninh hoặc trong lao động sản xuất. Các cơ quan công quyền có trách nhiệm tạo điều kiện để người hoàn thành học tập, cải tạo về được lao động sản xuất để có cuộc sống ổn định lâu dài. Ngoài chương trình cải tạo, chính quyền mới cũng chiêu mộ lại những binh lính Việt Nam Cộng Hòa phục vụ ở nhiều vị trí, thậm chí là cả trong quân đội. Nổi bật nhất phải kể đến việc sử dụng lại các phi công của chế độ cũ trong lực lượng không quân Việt Nam. Sở dĩ có việc này là bởi sau khi quân Mỹ tháo chạy khỏi nước ta, chúng đã để lại một kho tàng đồ sộ vũ khí, khí tài, trong đó nhiều nhất là các máy bay, trực thăng chiến đấu. Sau khi tiếp quản, ta đã tiến hành phân loại, chiếc nào còn sử dụng được thì đưa vào sử dụng, chiếc nào cần sửa chữa, cải tiến lại thì tiến hành sửa chữa, cải tiến. Tuy nhiên đến đây thì vấn đề lại xảy ra, đó là khi trước này, không quân của ta chỉ quen với các máy bay do Liên Xô viện trợ, nên khi tiếp nhận máy bay Mỹ thường tỏ ra ngơ ngác, không biết làm sao. Chính lúc này, việc sử dụng các phi công của Việt Nam Cộng Hòa là điều cần thiết, bởi họ đã được học tập và chiến đấu bằng những loại máy bay này, không chỉ giúp đỡ không quân ta trong việc tiếp quản, sửa chữa lại các máy bay chiến đấu. Những người lính không quân của chế độ cũ cũng đã góp phần không nhỏ khi chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 diễn ra. Mặc dù trong cuộc chiến này, lực lượng không quân Việt Nam đã chưa kịp xuất kích thì quân Trung Quốc đã tuyên bố rút quân. Nhưng ngay từ thời điểm giặc phương Bắc phát động tấn công, không quân của ta cũng đã sẵn sàng để chiến đấu. Trong quá trình chuẩn bị, đã không ít sự cố đã xảy ra với những chiếc máy bay mà ta thu giữ được của Mỹ từ trước đó. Quái oàm hơn là những sự cố này nằm ngoài khả năng xử lý của không quân ta. Chính vì vậy, những người lính Việt Nam Cộng Hòa được gọi tới, họ đã giúp đỡ một cách hào sảng với ý nghĩ rằng vận nước đang lâm nguy. Và họ không thể đứng ngoài chỉ vì trong quá khứ họ từng bán đứng tổ quốc mình. Anh em thân mến, việc không đưa những binh lính Việt Nam Cộng Hòa ra tòa xét xử về tội ác chiến tranh không chỉ thể hiện tinh thần nhân đạo của chính quyền mới, mà còn để cho những người lính từng lầm đường lạc lối một cơ hội khác để quay đầu là bờ, cho họ có cơ hội làm lại, để lại được sống với đúng nghĩa là một người Việt Nam máu đỏ, da vàng. Còn anh em nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới video và đừng quên ấn like, share và bấm vào đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ đội ngũ của Hồi Ức Thời Chiến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.